Philippines. Wow, Philippines. Và cô sẽ là người tiếp tục những hoạt động vô cùng nhân ái của Tổ chức Hoa hậu Thế giới. Hoa hậu Thế giới 2013 đó chính là Hoa hậu Philippines. Hoa hậu Philippines thân mến, trước khi bạn xài những bước đi đầu tiên với giới 2013, mẹ cũng đã... Tôi không biết nói gì cả, chỉ muốn nói rằng là rất là cảm ơn và cô đang thổ lộ tình cảm của mình tới tất cả những người con của Philippines. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã lựa chọn tôi trở thành Hoa hậu Thế giới. Và tôi từ trước đến bạn đã hứa rằng là bạn sẽ luôn trở nên đôn hậu. Và khi mà đến bây giờ khi mà bạn đã trở thành Hoa hậu Thế giới 2013 rồi thì bạn sẽ làm để có thể chia sẻ cái sự đôn hậu của mình với tất cả mọi người trên thế giới. Tôi tin chắc rằng là tôi sẽ chia sẻ tất cả những gì tôi biết để có thể giúp đỡ mọi người. Salamat talaga sa aking mga kababayan na Pilipino. Hậu Thế giới. Cô đã nói rằng là một nửa những người Philippines thì đang có mặt tại đây. Những người Philippines, các bạn hãy hò reo thật to lên nhé. What is your message to them as Miss World wearing the crown? Bạn có điều gì, có thông điệp gì muốn chia sẻ? Thực là khó tin khi mà bạn đang nói rằng đang gọi chính mình là Hoa hậu Thế giới. Và đây là một niềm tự hào dành cho châu Á cũng như là các quốc gia Đông Nam Á. Và đây chính là những bước đi đầu tiên của cô trong cương vị hoàn toàn mới và vô cùng đáng tự hào nhưng cũng đầy trách nhiệm của mình, Hoa hậu Thế giới 2013. Ta hãy cùng hy vọng rằng tấm lòng nhân hậu sẽ tiếp tục được Hoa hậu Thế giới 2013 chia sẻ trong những hoạt động đầy nhân ái của Tổ chức Hoa hậu Thế giới trong năm nay.